đón tất cả quý vị đã đến với bộ đề cất nóc dự án Celestial Rise trong buổi sáng ngày hôm nay. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to our ceremony today. Xin mời quý vị, Hồng Hạnh sẽ được phép thay mặt cho ban tổ chức gửi lời chào trân trọng đến toàn thể ban lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư địa ốc Phú Long, tập đoàn Capital tại Việt Nam, công ty cổ phần địa ốc Phú Long, công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình, quý vị đại biểu, quý đối tác, đại diện các đại lý chính thức cùng toàn thể cán bộ công nhân viên. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to welcome the board of directors of Phú Long Real Estate Investment Joint Stock Company, Capital Limited, Phú Long Real Estate Joint Stock Company, Hòa Bình Construction Group, Project Consultants, Sales Agents, and all staff to the talking and ceremony of Celestial Rise. Kính thưa tất cả quý vị, dự án Celestial Rise là phân khu đầu tiên tại dự án khu đô thị Celesta, được hợp tác phát triển bởi Capital và Phú Long. Dự án được định hướng phát triển trở thành khu đô thị xanh và hiện đại bậc nhất khu vực huyện Nhà Bè hiện nay. Ladies and gentlemen, Celestial Rise, the first phase of Celesta City, developed by Capital and Phú Long, it is expected to be one of the most modern urban areas in Nhà Bè district. Celestial Rise sở hữu vị trí đắc địa trên đường Nguyễn Hữu Thọ, tuyến đường giao thương sầm uất tại Nam Sài Gòn. Không chỉ thuận tiện trong việc kết nối giao thông, dự án còn ghi dấu ấn với lối kiến trúc hiện đại, thông minh, kết hợp cùng với chuỗi tiện ích nội khu đẳng cấp. Celestial Rise, with its prime location, leverages the highly trafficked commercial route in the South Saigon area, Nguyễn Hữu Thọ. The project not only benefits from its strategic situation, but also captures the attention of home buyers with its modern and smart design, as well as high-class facility. Dự án có tổng diện tích quy hoạch là 2,78 ha, trong đó tổng diện tích sàn xây dựng là 126.140 m², với số lượng là 923 căn có diện tích trung bình từ 48 cho đến 190 m², bao gồm các căn từ 1 đến 3 phòng ngủ và căn hộ mặt tiền, đáp ứng mọi nhu cầu an cư của khách hàng là những người độc thân, gia đình trẻ hay gia đình nhiều thế hệ. Dự án gồm một tầng hầm cao 20 tầng với 5 tháp, trong đó bao gồm 2 tháp bàn giao hoàn thiện và 3 tháp bàn giao thô. Tập đoàn xây dựng Hòa Bình là nhà thầu chính của dự án. Sẽ cùng đếm với Hồng Hạnh, đếm ngược từ 321 để chúng ta cùng mời các vị đại biểu sẽ tiến hành nghi thức xúc bê tông. Are you ready? And 3, 2, 1, let's go!